chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha, thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của Tấn Vinh cho anh chị em mình giao lưu thêm 6 lô mai hàng mai giống về để cho anh em mình trồng hoặc là gây giống ha và cuối clip thì sẽ quay báo cho anh em mình 16 mã số thì anh chị em mình coi clip mình thích cái loại cây nào mã số mấy anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn của Tấn Vinh dùm em nha số điện thoại của Tấn Vinh thì em sẽ để ở cái tiêu đề cho anh chị em mình anh chị em mình cứ việc là liên hệ gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi rồi mình đặt hàng nha rồi em sẽ báo tiếp cho anh em mình luôn nha Giống đầu tiên cho anh chị em mình là siêu bông sài gòn cây này là hàng ghép gốc nhất gốc à, quấn rễ nhỏ giá rẻ cho anh chị em mình về kia giống ha 60 à, chục ngàn một cây thôi ba cây thì gửi hàng cái đơn hàng của mình 300.000 ngàn đổ lên ấy, thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh em mình nha à, giống đầu tiên ha siêu bông sài gòn bao giờ là chuẩn giống siêu bông sài gòn hiện giờ nó cũng đã đại trà rồi anh em ha nhưng mà chủ yếu bán giống cho anh chị em mình có một số thì người ta ghép cây lớn quá nhiều tiền thì nhiều khi anh em mình không có mua còn ở đây thì người ta bán chỉ có 60 ngàn để về cho anh em mình chăm sóc để gây giống ra à thêm thôi ha. Hàng này là hàng ghép gốc nhất, vấn dễ cũ ha. Cũ trung bình đều đều khoảng ngón tay cái của mình. Cây nằm chậu C6. Giá chỉ có 60 ngàn một cây thôi. Ba gửi hàng và 300 ngàn đổ lên thì mình sẽ được bao ship ha. Rồi cái loại thứ hai là cúc hoa hồng ha anh em. Giá là 50 ngàn một cây. Cũng vẫn là ba gửi hàng và 300 ngàn đổ lên thì anh em mình sẽ được bao ship. Anh em mình những cái đơn hàng mà à, siêu bông Sài Gòn nè. Rồi cúc hoa hồng rồi nè anh em mình có thể là gom lại để cái đơn hàng của anh em mình được 300 000 ngàn thì nhà vườn người ta cũng sẽ bao ship luôn chứ không có cần phải mua một loại nha anh em đây, chậu c 6 hoa hồng này thì ghép đã vô dây dựng ngọn cho anh em mình rồi ha cây này thì về anh em mình sẽ tiến hành là bấm đôn và thay chậu cho nó hoặc là mình đưa ra bùn đất ha ở đây thì chiều cao nhà vườn người ta dựng đọt còn lại cho anh em mình tầm khoảng 30 cm ha cúc hoa hồng ha dựng đọt xong rồi còn lại khoảng 30 ha 30 đổ lên nha anh em ở đây người ta dựng cái dòng phanh rất là to này anh em thấy không có nhiều về anh em mà kéo lên thì nó tầm khoảng 40 50 luôn nhưng mà muốn cho nó đẹp thì người ta dựng còn lại 30 về anh em mình sẽ tiến hành là lãi lá và cắt đôn nữa ha qua hồng nha anh em 3 cây gửi 5 bao ship giá là 50 ngàn ha hai loại rồi tiếp tục bên đây cho anh chị em mình là một cái uh, lô cúc thọ hương uh, giá vẫn là 50 ngàn luôn Ba gửi hàng và 300 trăm ngàn thì cũng sẽ được bao ship. Ha. Anh em mình cũng cố gắng lấy số lượng được 300 trăm ngàn đổ lên để nhà vườn người ta bao ship cho anh chị em mình. họ hương này thì vẫn là hàng ghép tốt nhất. Cây này khoảng một năm ngoài tuổi ha. Chục nó đã già. Cái này thì nhà vườn người ta cũng đã vô dây dựng đọt cho anh chị em mình rồi. Cái này về thì anh em mình vẫn là làm giống như khúc hoa hồng. Anh em mình tháo dây ra, ha. bấm tỉa lại lá, cắt đôn, sang chậu mới cho nó luôn làm phân mới cho nó luôn cho nó ngon nha anh em. không? cây C6 thọ hương ha thọ hương này chiều cao trung bình của cây hiện tại thì nó khoảng 40 cm điều điều 40 40 cm ha và gửi 300 ngàn bao ship anh em mình cũng có thể là gom những cái đơn hàng của anh em mình lại gom lại để được 300 ngàn thì nhà người ta sẽ bao ship rồi kế tiếp cho anh em mình luôn cái loại này là cúc vip ha cúc vip cúc tri kỷ vẫn là nó ha nó hai tên gọi nha anh em vẫn là 50 ngàn và ba gửi hàng và 300 ngàn thì cũng sẽ được bao ship luôn đây đây lấy cái này có mặt bông này. Đây ha mặt bông cũng viết cũng đi kỹ ha mặt bông cũng rất là tươi rất là to luôn ha cây này thì nhà vườn người ta cũng đã vô dây dựng đọt dây nó đã phiết rồi nè anh em thấy không đó cây nó rất là sung nó cái mập nó phiết dây à thì về anh em mình vẫn là tháo dây dựng ngọn ra bấm tỉa bỏ lá bỏ nụ tháo dây ghép sang phân mới luôn cây này thì hiện tại thì đang nằm chậu c 6 nè về anh em mình có thể là sang qua chậu c 7 luôn cũng được nha tại vì cây này em thấy nó cũng to về anh em mình sang qua c 7 đi chiều cao thì cũng khoảng 40 đổ lên ha 40 cm đổ lên hết cúc vip cúc tỳ kỷ ha rồi kế tiếp cho anh em mình là cúc tân châu 24 36 cánh à, giá vẫn là 50.000 luôn vẫn là ba gửi hàng và 300.000 thì mình sẽ được bao ship ha cũng vẫn là hàng ghép gốc nhất quấn dây cũ cũ của Tùng Bình điều điều khoảng tay cái cũng vô dây dựng đọt cho anh em mình rồi chiều cao thì cũng khoảng 35 cho đến 45 cm ha chậu C6 luôn về cái này anh em mình này cái này nè cúc vip thì kỹ nè thọ hương nè cúc hoa hồng nè là nói chung một một lượt nên về anh em mình có thể là sang qua chậu hết bấm đôn tỉa hết làm một lượt hết nha rồi tiếp tục qua bên đây còn một luống nữa và 16 mặt số cho anh chị em mình nha rồi luống kế tiếp cho anh chị em mình đây ha cúc bi cúc bi thì cái nụ của nó nó lên nó giống như viên bi ở đây có có nụ nè đây, Ha, cái nụ của nó lên tròn quay giống như viên bi vậy anh thấy không Đó. nên người ta đặt nó cũng bi khá lâu rồi nha cái này vẫn là hàng ghép gốc nhất có quán hệ cũ cũ trung bình cũng điều đều phải ngón tay cái của mình Đây ha. giá chỉ có 50 000 ngàn thôi và cũng là ba gửi hàng và 500 k thì mình sẽ được bao ship cây nằm chậu c 6 chiều cao cũng khoảng 30 cm đổ lên về thì vẫn cắt đôn làm giống như những cái đồ cúc bếp cúc tỳ kỷ cúc hoa hồng hồi nãy ha rồi bây giờ thì em sẽ quay mã số cho anh chị em mình rồi, tiếp tục cho anh chị em mình làm mã số anh em có gồm có là 7 cái combo ha 5 cây đầu tiên giá là 600 ngàn bao ship cho anh chị em mình nha đây cây đầu tiên là cây dạo phú tân ha. hàng ghép gốc nhớ cái củ bự bằng chân cái của mình cây còn nguyên nụ nguyên lá cho anh chị em mình ha về anh em mình sang chậu lớn qua rồi mình bấm đôn đây nha chiều cao 40 cm dạo phú tân nha anh em rồi cây kế tiếp cho anh em mình vẫn là dạo phú tân luôn à, 6 cây hình như 5 cây phú tân đều 5 cây phú tân hết ha đây À, mã số 1 nha anh em combo mã số 1 giá đồng giá là 600k vẫn là gốc nhớt ghép ha cụ bự bằng chân cái cũng đã vô dây chỉnh sửa ngọn cành nhánh cho anh chị em mình rồi chiều cao khoảng 50 cm ha cây kế tiếp vẫn là dạo phú tân luôn vẫn là hàng gốc nhớt của quán ghế cũ nha cái cũ này về khi mà anh em mình sang qua chỗ c7 á, anh em mình bươi cho nó lòi nguyên cái cũ lên nha anh em ha cũng vô dây dựng đọt cây này tháo dây rồi ha cây thứ tư nè cũng là dạo phú tân luôn cái cuối cùng này ha cụ này củ lớn về nhớ là bươi xuống bươi xuống tầm khoảng 3cm, 2 3 cm 2 đến 32 đến 3 cm cái phần lớp mặt này ha cho nó lòi cái phần cũ của mình ra combo mã số 1 gồm có 5 cây nha anh em giá là 600 ngàn ha bao gồm phí ship phí vận chuyển cho anh chị em mình nha rồi kế tiếp cho anh em mình là mã số 2 cũng là 5 cây 5 cây này giá là 500 ngàn nha anh em thấy không cây đầu tiên cho anh chị em mình là cây, là cây dảo cam ha cúc cam cây này đang thả tượng rất là dài ha cây này đang thả tượng nó cao tới 80 cm nha anh em về thì anh em mình bấm xuống tầm khoảng 30 mươi là được rồi ha. còn cái khúc tên đây anh em có thể là tận dụng lấy ngọ lấy bo cũng được nha cây kế tiếp cho anh em mình là cây vẫn là cái cúc cam ha hàng vẫn là hàng ghép gốc nhất cái cũ bự hơn tay cái cũng vô dây dựng đọt cho anh em mình rồi cây kế tiếp cây cúc họ hương quấn dễ to ha cũ này bự hơn chân cái đột ghép nụ còn lá còn luôn ha về anh em mình có thể lấy bo cây này chiều cao cũng khoảng 70 cm nha đang thả từ rất là dài kế tiếp vẫn là thọ hương luôn củ bự hơn chân cái cũng vô dây dựng đọt cho cái đường thân nó xoắn đẹp nè cây vẫn còn nụ còn lá luôn về anh em mình có thể là cắt lấy bo ra hoặc là anh em mình không có xài thì anh em mình cắt đôn lại ha cây lúc gài là bắt buộc nó phải vàng ha ở à, này thì em mới nói mấy clip trước rồi rất là nhiều rồi ha khi mà qua tết thì nhà vườn người ta bắt buộc phải cắt đôn nếu mà cắt đôn chưa lên lá kịp thì quay nhiều khi anh em không biết có cây mạnh hay cây yếu nên nhà vườn đây người ta để nguyên lá nguyên nụ như thế này để về cho anh em mình cắt đôn xong rồi anh em mình sang chậu khi mà mình cắt đôn nó lên tuột là, là xanh mướt lại nha anh em cái lá này là cái lá già chứ không phải là cái lá bị suy ha tại vì cái lá này nó là mọc từ năm rồi tới năm nay thì bắt buộc cái lá này nó quá cái độ già của nó rồi nên nó mặc phải vàng ha rồi cây cuối cùng siêu nụ ha anh em giá là 500 trăm ngàn ha 5 cây nha anh em cây siêu nụ cái củ to củ này bự bự hơn gấp gấp đôi ngón chân cái ha cây nằm chậu c 7 c 8 như cây nằm chậu c 7 ha vô dây dựng đọt cho anh em mình rồi về thì anh em mình sẽ tiến hành cắt đôn thôi mã số 2, 5 cây này giá là 500 000 ngàn bao ship ha rồi, à, tiếp tục cho anh em mình là mã số 3, combo mã số 3 cũng gồm có 5 cây ha cây đầu tiên là cây đại lộc đang thả từ rất là dài ha ghép ghép ở đây nè nha anh em cắt đôn lên đây ha chiều cao cũng khoảng là 70 cm ha cây chậu c bảy rồi kế tiếp cho anh em mình là cây cúc họ hương cây này quấn dễ gắn này nè đây ha cái này về anh em mình vẫn môi lên giùm em nha cái cây này người ta quấn dễ vậy nè ở đây nó lú lên hai cái lưng nè đây còn phía dưới về anh em môi cho nó lồi lên hết giùm em nha cây nằm chậu c 6 chiều cao cũng khoảng 70 luôn cây kế tiếp vẫn là thọ hương vẫn là quấn dễ gắn cho anh em mình ha này là này, này là kiểu dễ gồng mấy đúng hai cây na ná giống như nhau ha rồi kế tiếp cho anh em mình là một cây siêu nụ cái chuột ghép bằng hương tây út ha thả từ rất là dài luôn nụ còn trên cây luôn cây này về cắt ra rất là nhiều bo luôn nè anh em rồi kế tiếp vẫn là siêu nụ cho anh em mình luôn ha vẫn là sữa thân 5 cây này gồm có là mã số 3 nha anh em gồm có là 5 cây giá là năm trăm rưỡi ngàn bao gồm phí ship năm cây này rồi tiếp tục là mã số 4 cũng vẫn là 5 cây cho anh chị em mình luôn ha cây này là cây dạo cam đây cái mặt bông của dạo cam này anh nó, vẫn giống như những cái mặt bông thường thôi nhưng mà nó lên nó sẽ là màu cam ha cây chột ghép già cái góc của mình bự hơn chân cái chiều cao khoảng 40 cm ha cây số 2 dạo Indo cái dạo này cái bông nó rất là to cái cành nhánh nuôi ra rất là đã cái cành nhánh đi tới đâu là nó sẽ mập tới đó ha đủ rất là chắc chắn luôn cây rất là sung ha đây dạo Indo nha anh em cái cũ nó cũng quái nè rồi kế tiếp cho anh em mình là cúc 150 cánh ha vẫn là hàng ghép gốc nhất quấn ghế cũ cũ bự hơn chân cái vô dây dựng ngọn cho anh em mình rồi tháo dây luôn rồi ha về thì anh em mình sẽ tiến hành cắt đô chiều cao khoảng 40 luôn nha anh em rồi kế tiếp cho anh em mình là đại lộc ha Đây, chiều cao cũng khoảng 50 cm cây còn nụ rất là nhiều trên cây luôn cái này về anh em mình sẽ tiến hành bấm đôn rồi lấy bo ra luôn nha vẫn là hàng ghép gốc nhất cây này ghép gốc nhất liền cốt luôn rồi anh em đại lộc ha rồi cây cuối cùng trong mã số 4 này là một cây thọ hương ha củ bự bằng chân cái, chiều cao khoảng 70 cm luôn. Thọ hương ha, mã số 4 này gồm có 5 cây giá là 550 rưỡi ngàn bao gồm phí ship phí vận chuyển. Rồi, tiếp tục cho anh em mình là mã số 5. À cây một cây thủ đức ha, hoành của nó, hoành cốt ghép của cây là 8.5. ha, à, giá là cặp này là 600k nè. Cái cốt rất là già luôn anh em. ha, à, chiều cao 20, 40 tầm khoảng 60 ha. Đây củ rất là to ha liền cốt được cái là liền cốt 100 phần trăm cây thứ hai hoành cốt ghép cũng vẫn là 8.5 luôn cái cũ này bự khoảng gấp rưỡi ngón chân cái của mình ha cái chột rất là to chột bự tay cái của mình luôn chiều cao khoảng 50 cm ha cái này là mã số 5 nha nè cặp này mã số 5 ha giá là 600 000 cặp này bao gồm phí ship cho anh em mình nha rồi tiếp tục là mã số 6 cặp mã số 6 này là cặp cặp thọ hương giá là 500 000 bao gồm phí ship cây tàn toàn như vậy mà nhà vườn ta không có lãi lá chơi tết anh em còn nguyên lá nguyên si nguyên nụ cho anh em mình hết nha này thì về anh em mình có phái chơi hoa thì anh em mình lãi lá ra chơi hoa luôn cũng được còn không thì anh em mình cứ cắt đôn còn những cái phần cái nhánh cắt thừa của mình thì mình sẽ tận dụng lấy bo hương chột ghép hai năm ngoài tuổi cái chột bự bằng tay cái ha cũ bự hơn chân cái giá 500 ngàn mã số 6 một cặp cho anh em tàn toàn ha nụ còn nguyên si hết cho anh em mình về lấy bo cái kế tiếp cây vẫn là mã số 6 cây thứ hai của mã số 6 nè vẫn là thọ hương vẫn là hàng ghép gốc nhất ha Chột ghép liền hết thế nên hai cây này tàn rất là toàn luôn cặp này giá là 6 500 ngàn nha anh em mã số 6 cặp này là 500 ngàn nha rồi tiếp tục là mã số 7 cũng gồm có là hai cây dạo thủ đức ha giá cặp này là 700 ngàn mã số 7 luôn hoành cây đầu tiên là hoành cốt ghép là 7.5 cái củ to này nè cũng bằng cổ tay em ha 2 4 chiều cao khoảng 50 cm vẫn còn nguyên si nguyên nụ ha. Nè, cành nhánh rất là mập luôn. Rồi, cây kế tiếp cho anh em mình là hoành cốt ghép là 8 ha, cái củ cũ này cũng bằng cổ tay của em luôn nha anh em. Chột ghép bự hơn tay cái liền trăm phần trăm cũng còn nụ, còn lá, còn nguyên zin cho anh chị em mình luôn. Cái bo này về anh em mình cắt ra lấy bo ghép rất là ok luôn nè. Nè, bo nó mập rồi nè anh em. Cái này về cắt ra ghép qua những cái cây khác rất là ok. Cây này cũng già, cây này cũng khoảng 4 5 tuổi vậy ha rồi mã số 7 rồi thì bây giờ sẽ tiếp tục quay mã số lẻ cho anh em tiếp tục là mã số 8 ha một cây cúc trân châu 24 36 cánh à, tàn rất là tròn luôn đây cây này thì hồi tết đã vô dây chỉnh sửa nhưng mà người ta người ta không có lãi lá chơi hoa ha. còn nguyên nụ nguyên zin như thế này hết về cho anh em anh em về sẽ tiến hành lãi lá cắt nụ tháo dây ha đây năm trăm ngàn cao 67 mươi hoành cốt ghép là 7.5 năm giá cái này là 500 000 nha anh em Úc Trân Châu nha rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 9 giá là 700 000 chiều cao của cây là 49 hoành của cây là 16.5 cây này ghép là siêu bông Sài Gòn nha anh em đây mặt bông chuẩn ha bông to lắm nha quay vậy chứ thấy to cây này hiện tại là ghép phôi mai vàng đang ghép là ba bo siêu bông Sài Gòn tàn cành nhánh mức ngược ha cây này nè về anh em mình sẽ tiến hành lãi bỏ nụ là một cái nè ha lãi bỏ lá già và lãi nụ chưa nở luôn còn những cái tược non ở ngoài đây nè cái tược nào mà mới như vậy nè thì anh em mình có thể là để luôn khỏi cần bấm nha ở đây thì nhà vườn ta lúc trước ta đã bấm rồi nhưng mà ta không có lãi lá thì về anh em mình sẽ tiến hành lãi như vậy nè. lãi bỏ lá và ngắt bỏ nụ xanh đi cho nó đâm thêm một mớ chồi nữa ha còn cái nào mà nó đã đi rồi như thế này thì anh em mình chừa đại luôn không sao hết rồi tiếp tục cho anh em mình làm mã số 10 vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn còn cái bông nó to nè bông rất là to luôn nè siêu bông Sài Gòn chuẩn giống ha có mặt bông thì anh em mình khỏi lo không to ghê à, thông số của cây cao 69 giá là 650 ngàn hoành của cây là 16 ha, mã số 10 cây này là vẫn là ghép phôi mai vàng ghép siêu bông Sài Gòn ha về làm vẫn giống như cây kia luôn nha cái lá nào già thì anh em mình ngắt bỏ ha và bỏ những cái búp bông này đây nhà vườn hồi tước tết đó là nhà vườn người ta đã có bấm bấm một lần rồi bấm nhưng mà người ta không có lãi nụ ha người ta để cho nó lên mặt bông để cho anh em mình thấy cái cho nó chuẩn giống ha và nó đi tược cái nào lên bông thì anh em về anh em mình gắt còn cái nào mà tược nó non như vậy thì anh em mình cứ việc để nha khỏi gần ngấy rồi tiếp tục cho anh em mình làm mã số 11 một cây đại lộc ha, vẫn là ghép phôi mai vàng đại lộc ha. 700k, chiều cao là 58, hoành của cây là 18 ha, mã này là mã 11, cây phôi mai vàng, cây này em thấy nó khá là già, nó lên da già, già ghê anh nên... em. Ghép đại lộc ha. Ghép 2 4 6 7 bo đại lộc. Ha, từ cành nhánh lá lú còn nguyên si hết cho anh em mình ha. Về thì cái này anh em mình sang qua cái chậu đẹp luôn đi, gọi anh em mình lãi lá cắt đôn, rồi anh em mình cặp dây vô quấn dây chứ anh em mình khỏi cần sớm được nó quấn dây bẻ sơ sơ thôi ha, chờ nó lên tuột nó già cơi hai rồi cái cọng dây lúc đó nó có sẵn rồi anh em mình hơi sửa nhẹ cái là cũng được cái này là mã 11 nha anh em 700k đại lộc ha rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 12 cái này giá là 850 ngàn hoành của cây là 18 chiều cao là 70 vẫn là ghép đại lộc luôn ha cái này thì được cái bộ đế nó bò này, nè đế bò cũng rất là có duyên ha vẫn là ghép đại lộc từ cành nhánh lá lúa còn nguyên si cho anh chị em mình về đây nên em mình sang chậu ha bấm đôn về anh em mình lấy bo thì mình cắt cái này ra mình lấy bo còn không có lấy bo thì nên mình lãi lá bấm tỉa cho nó gọn đẹp theo ý thích của anh em rồi anh em mình lãi lá bấm đôn thôi cây này là mã số 12 nha em giá là tám trăm rưỡi ngàn rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 13 cây này tán to ghê cây này là cái cúc hoàng đế nha em ha cái bông rất là dày xương cành rất là dày luôn ha hoành của cây là 15.5 chiều cao là 89 cây này giá là 700k cây này về anh em mình lấy bo ra rất là nhiều luôn bo một nụ nó mập luôn em ở đây thì nhà vườn thả tược rất là dài để về cho một số anh em người ta cũng mua về người ta lấy bo đây ghép ba bo cúc hoàng đế ha cây này giá là 700k thôi mai vàng ghép cúc hoàng đế rồi tiếp tục là mã số 14 cho anh chị em mình ha giá là 750 ngàn chiều cao của cây là 75 hoành của cây là 17 cây này là ghép cúc 150 cánh ha cây này hiện tại thì đang ghép là ba bo cúc 150 cánh Quành đo nghe đây ha cây này vẫn còn nguyên riêng, nguyên lá nguyên nụ về anh em mình muốn co cái mặt bông nó như thế nào thì về anh em mình cứ bấm tỉa rửa cho cái cây của mình nó đẹp xong đi anh em mình lại bỏ hết lá lãi nụ thì anh em mình chừa một hai cái nụ ở trong kẹt trong nách rồi đó, để cho nó nó lên hoa để anh em mình thấy mặt hoa ha cái nào nó lên hoa thì lên còn cái nào đi tược thì đi tược cây này là mã số là 13 14 nha anh em 750 ngàn cút 150 cánh ha. cây này tàn rất là to lấy bo rất là nhiều luôn rồi, tiếp tục cho anh chị em mình làm mã số là 15 ha. một cây ghép gốc nhất ghép dạo hữu đức hoành cốt ghép của cây là 10.5 chiều cao là 56 giá là 700k Gốc nhớt ghép ha liền cốt cái cốt này bự muốn bằng ngón chân cái rồi nha anh em 10.5 này ha cái củ của cây đây ha rất là to luôn ghép dạo hữu đức cây này rất là già cây này về anh em mình sẽ loại bỏ phân cũ của nó tầm khoảng 50 phần trăm anh em mình sang qua chậu đẹp anh em mình bấm tỉa rút cốt nó lại ha lại bỏ lá lại bỏ nụ 700 ngàn nha anh em mã số này là 15 ha rồi mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay là mã số 16 cho anh chị em mình ha một cây cúc thọ hương cây này là cây uh, phôi ghép cúc thọ hương hoành eo của phôi là 16.5 chiều cao của cây là 74 đường kính tàn là 60 cây này giá là 1 triệu 7 cái phôi lắc rất là đẹp luôn ở đây nó có một cái vết thẹo ở đây ha lúc trước cắt mình cắt phôi mình làm phôi á ở đây ha có một cái vết thẹo Để mình coi đây cho nó còn ngon không ở đây nó còn còn bị một cái thẹo nha em có thẹo cái chỗ này là cái mặt cắt của mình nó chạy tới đây ha cái thẹo chỗ này cái thẹo này là về anh em mình sẽ làm vệ sinh sạch ra rồi anh em bao cây liền sẹo vô nó sẽ liền thôi nha cây này rất gốc rất là đẹp 2 4 6 8 bò hiện tại thì đang ghép 8 bò cúc cọ hương ha anh em có mua cây này về anh em mình sắm cho nó một cái chậu chữ nhật anh em mình vô luôn đi cho nó đẹp nha cây này tại cây này là thành phẩm hoàn thiện hết rồi anh em mình vô chậu đẹp để làm sao anh em mình chơi Tược cành nhánh lá lúa đồ rất là sung ha rồi 16 mã số 7 combo và 9 mã số lẻ ha và 6 loại mai giống thì anh em mình xem clip anh em đã thấy đã chi tiết rồi thì anh em mình liên hệ bên nhà vườn trực tiếp giùm em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua ha